Wow, chúng xịn thiệt. Có xuống này ở nhà chơi cho sướng, khỏi đi phát quà. Có chuyện gì vậy ông? Lưng, nhà có tạm kìa. Được rồi, để tôi ra coi. Khoan đã, ăn trộm có súng. Rồi, để tôi lấy súng.
Ủa, có ai đâu? Cố mà, nhìn kỹ đi. Có thấy ai đâu? Ra, để tôi xem cho. Ra coi thử đi. Kiều ơi Tính ơi, ông già Noel có súng kìa. Nói rồi mà học chưa nghe. Bây giờ sao tính? Bây giờ mình ra, mình giữ chỗ bắn hết đạn đi. Ừ, cách này được đó. Đi chơi gì kỳ vậy cha? Cứ núp đây hoài sao bắn? Ghê quá Tính ơi. Ghê quá Tính ơi. Tới lượt bạn đi. Ok. Ôi! Tính này, sao em ngu rồi Tính? Xong rồi đó, chắc ông hết đạn rồi. Xong rồi hai con. Thôi, để giỡn thôi. Tao có quà cho hai con đây. Con mời ông già Noel uống viên dưỡng lực cho khỏe rồi ông còn đi phát quà nữa. Cảm ơn con. Chào con ta đi.
xe đồ khiển ông già Noel tặng xịn thiệt. Ừ đúng nha. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ bên gia đình và người thân. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để mình một like và một subscribe ủng hộ kênh mình. Lớn vậy. Giáng sinh vui.